không ngờ. Mình tin rằng trái banh rất nhỏ và lứa rổ sẽ rất lớn. Suy nghĩ thế mình cảm thấy tự tin. Nhưng mình uống sữa cô gái Hà Lan để sẵn sàng cho những gì sắp đến. Công thức Acticare mới giúp bạn cao lớn hơn. 3 chai sữa mỗi ngày cho chiều cao tối đa. Canxi giúp xương và răng chắc khỏe. Vitamin B2 giúp hấp thu chất dinh dưỡng. Tất cả đều có trong công thức Active Care, công thức cải tiến của sữa cô gái Hà Lan. Anh Lộc đang có mặt tại Vũng Tàu.